Đà Lạt khỏe không ạ? Đà Lạt có sẵn sàng để cùng với lại Đà Lạt Music Fest Sweet Love ngày hôm nay quẩy hết đêm không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn tất cả các khán giả của Đà Lạt. Không biết là ngày hôm nay có ai là từ xa đến với Đà Lạt thì giơ tay lên nào. Rất là đông đúng không ạ? Ngày hôm nay rất nhiều những nghệ sĩ của chúng tôi cũng đã đến từ khắp mọi nơi để chúng ta sẽ có thể trao tặng tình yêu dành cho nhau tại Đà Lạt Music Fest Sweet Love ngày hôm nay. Không biết ngày hôm nay mọi người đang trông chờ ai ạ? À? Ai ạ? À? Ai là fan của anh chàng điển trai Quân AP đó ạ? Thế còn có rap cơ pháo thì sao? Thế còn cô gái Phương Mỹ Chi, Trịnh Thắng Bình thì thế nào ạ? Thế còn ai yêu bên dưới? Vậy thì hứa là phải ở với nhau đến hết đêm nhá, đồng ý không nào? Vậy thì ngay bây giờ tất cả các khán giả chúng ta đã sẵn sàng để cùng đến với Đà Lạt Music Fest We Love You đâu? Ai sẵn sàng thì giơ tay lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm ngược để bắt đầu chương trình nhé. Are you ready? Chuẩn bị 10 9 8 7 6 5 2 1 bắt đầu.
đã cùng đến với Đà Lạt Music Fest Sweet Love. Xin mời chào đón tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với một lễ hội âm nhạc rất là đặc biệt, Đà Lạt Music Fest Sweet Love ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chính là đêm đầu tiên, chúng tôi rất vui mừng khi có sự hiện diện của các vị đại biểu cùng với các vị khách quý. Ngay bây giờ cho phép Quang Bảo xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trần Thị Vũ Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, đã có mặt ngày hôm nay cùng với chúng ta. Một tràng pháo tay được không ạ? Và đặc biệt là chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đón đến hàng ngàn khán giả đang có mặt tại sân vận động ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến Đà Lạt thì thường là chúng ta hay nhắc đến điều gì ạ? Khi mà nhắc đến Đà Lạt thì các bạn sẽ nghĩ đến ngay đến điều gì ạ? Có phải đó là sự mộng mơ không ạ? Có phải là thành phố ngàn hoa không ạ? Hay là đó là tình yêu ạ? Chắc chắn là các cặp đôi yêu nhau thì thường là sẽ chọn Đà Lạt để làm một cái nơi mà chúng ta sẽ cùng đến, đúng không ạ? Để ghi lại rất là nhiều những cái dấu ấn cũng như là những kỷ niệm cùng với nhau. Và có thể nói Đà Lạt cũng chính là một thành phố mà đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những nhạc sĩ, những nghệ sĩ để chúng ta có thể viết nên rất là nhiều những cái ca khúc, những bản tình ca lãng mạn của lứa đôi. Và trong số những bản tình ca đó thì có những ca khúc có thể nói là đã trở thành những biểu tượng mà khi nhắc đến Đà Lạt thì không ai có thể quên được những ca khúc đấy. Và ngày hôm nay để mở đầu cho chương trình Đà Lạt Music Fest Sweet Love, cho phép chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị một ca khúc qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Dương. Đó chính là ca khúc Đoạn Khúc Tình Đà Lạt cùng với sự góp mặt của Vũ Đoàn Sen. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Trong cơn kinh rộng dễ muộn trước đời, như chấp trước những tháng ngày chờ đợi hoa hay nắng ngất mê say. Mặt hồ in xoay một góc nhỏ những sáng mai
dậy. Trong cơ kinh dâng riêng nguồn chất đầy, như chấp chứa những tháng ngày hò hè, chờ đợi hoài hay nắng ngất ngây say. Mà thôi yên say mà gặp nhà sao buồn, và lữ khúc mơ màng ngày trời. Hồng Dương và Vũ Đăng Sen được không, thưa quý vị? Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đây chính là những ca khúc đã làm nên nét đẹp của Đà Lạt, những ca khúc về tình yêu, những bản tình ca của đôi lứa. Xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Dương, xin được cảm ơn Vũ Đăng Sen.